cẩn thận đây. Con đây. Ui sợ quá sợ. Thôi thôi tao đi. Mày thấy ngươi cũng cà phê không? Được rồi, da trắng. Môi nè. Môi tội hơi đi tóc tí. Ờ, nó cắt đầu 3 phân mà. Môi trẻ ti mà, thấy chưa? Để sai rồi. Mắt một miếng Hàn Quốc ở ngoài nhá. Môi môi cao nhỉ? Ờ, cao. Ngươi cũng tao là thế chứ. Thôi, mày đừng có quét. Đứt các chị em luôn. Thì đây các bạn ơi, đây là ngươi cùng mình nhá. Ai ốc mà. Em cô Hoàng nhá. Thì hôm nay mình vừa nghĩ ra một ý tưởng thôn Hào Vũ Xu. Đây mình sẽ hôm nay mình và Lam Cô ấy sẽ quyết định hợp tác với nhau để thôn Hào Vũ Xu. Mình sẽ giả vờ gọi điện và đòi quay lại với người cũ để từ lòng Hào Vũ Xu nhá. Tôi thì cái kịch bác rồi các bạn. Tôi chả mà các bạn. Nhưng mà công nhận là người có đẹp trai không? Ngon. Thế. Kiểu đôi mô này chỉ ăn cơm với cà đã bao giờ được. Cái con khỉ đấy giống cơ. Đây này, răng này. Tôi đi lên trôn thì nói nhiều trôn luôn nhỉ. Ngày gì vừa thay cái áo của mình. Trước ngày trôn. Bất tử mình thôi. Tôi mới đấy nhá. Đẹp phết này nhỉ. Tôi cũng giới thiệu đây phòng tôi nhé. Thôi mày đừng có bốc phét. Rồi, thế rồi cho bốc phét lại còn mồm to. Không phải đóng. Đã, anh Hà đã biết đâu. Chả bất tử trong đấy nhá. Ừ, đi tí đâu trốn vào trong tủ. Đi đâu nhảy vào tủ đâu trốn. Đi đâu anh nhảy vào đây nhá. Ê Phương Anh ấy, mày thấy anh nấp nhà hợp lý không? Phải anh khí không ạ? Phải anh khí không ạ? Em Phương Anh mà. Nên là em muốn gọi cho anh để nói chuyện với anh. Thật sự Phương Anh. Anh Hào ơi. Anh hả? Vẫn rồi xem phim được. Chịu. Người yêu như nào cũng có biết. Thật. Người yêu như nào cũng quan tâm. Sao quay vậy? Quay. Em đang định quay trôn này. Thấy con Phương Anh đang nói chuyện với cô em tức quá. Em quay thẳng luôn. Lừa rồi thề. Nó nói chuyện với người yêu cũ ở phòng anh Tùng. Trốn ở phòng anh Tùng hay kìa. Chưa giả. Nó trốn ở phòng anh Tùng. Đấy, nó trốn ở trong này mà. Anh Nam khép cửa vào. Anh cửa là đấy. Thấy chưa? Em tưởng nó ngoan như nào? Anh nhớ em không? Úi thề. Bạn bảo không? Hỏng rồi. Lăng loan rồi. Thấy bộ mặt thật không chưa? Chiều lẫy vào nhá. Thằng Hào thì em cho nó cút rồi. Đấy, ui. Em cho nó cút rồi. Đều chưa? Nhục chưa? Thầy có tay của thầy không nhỉ? Cười gì? Cười gì? Anh ơi từ từ nhá, đây có thằng Hào không điện nói chuyện nha. Tối mình nói chuyện nha, tối mình gặp nhau cuối cũ nha anh nhá. Rồi em gọi điện cho bạn em nói chuyện tí mà. Thằng Hào. Đều nói Hào, đều nói thằng Hào. Đều nói thằng Hào ấy. Mày đâu đúng không? Ai bỏ điện thoại chứ nói chuyện đúng không? Nhờ anh. Gọi điện cho anh. Không cười gì. Em không biết gì đâu.
Rồi, quay mặt ra nói chuyện hẳn hoi. Không gì với thế. Quay sao đây? Quay. Sao anh đồng ý vậy? Sao gì? Không gọi điện cho người yêu cũ gì? Loạn quá. À. Sao không gọi điện cho người yêu cũ gì? Ừ. Mày. Em nói chuyện bạn em. Mày nhìn cái gì? Bạn nào mà thân thiết. Em gọi điện cho bạn em chứ em có làm gì đâu, anh phải ngồi cáu nhỉ. Thế nào em cũng thế nhỉ? Cũng xúc. Con trai cũng xúc. Ai cũng xúc. Anh ấy. Bị người đau cũng xúc không? Đã gì mà mày nói chuyện từ trưa? Thế sao mà gọi điện cho người yêu cũ? Cô nào? Cái gì mà quay lại cái gì? Cảm nào tao tao vẫn còn tính bạn Nguyệt thì tao muốn quay lại chơi nó. Tao. À em. Thôi, tao đi. Tao. Cho mày đi đâu. Vứt cái loại này vứt. Quay cho nó vô là chơi cái này. Chuyện bạn. Em chuyện bạn mà. Đây em có thể ra đây xem mà. Tao thấy mày chuyện theo. Bạn gì mà? Em cho anh Hà cút rồi. Bạn đi. Bạn đi. Không được rồi. Tao quay lại video này. Cái thì yêu xem video hết. Loại này. Không phải che mà. Thôi kệ cho, chết hết luôn mọi người ạ. Đấy. Vào thì vẫn gọi. Tao cũng quỳ mày phù người ta. Vẫn nước cái này. Ôi, bạn ơi! Ui, sợ quá, sợ. Thôi, tao đi. Anh đi rồi. Anh đi rồi. Hả? Tao đi về. Đi về đâu? Tao thích ở đây. Cô làm gì? Nó chỉ cần cua, nó chuyện đi, em yêu thì... Ừ, anh thôi đây, em vừa cắp đứa. Dạ! Nói xấu rồi lại còn... Níu kéo. Nói chuyện anh rồi mà. Thích bỏ ra. Được hết nhỉ? Ở đây. Muốn công tôi đi được. Vừa nói chuyện người yêu cũ vừa nói chuyện với mấy người yêu mình. Đấy. Thế được, đưa mày được. Anh đừng có động điện thoại của em. Không, anh không. Xem được chứng thư. Không bị bỏ ra. Nhưng mà anh đừng có bị được khói bỏ đi. Quay nhau, quay nhau, quay nhau. Anh không có xem được chứng thư. Người khác mà. Nhờ anh thấy em mà có cái chứng thư. Ờ thôi, tao. Đi ra. Cô đi làm gì? Ôi, nói thật cho anh Hào. Dạ. Mày nói thật. Anh đừng bỏ đi. Ở đây làm gì lại này, đúng mắt. Anh đứng im, Phương Anh thổ lộ. Thật đi. Nói thật những cái gì mày muốn hết mà. Chia tay thì nói luôn. Anh nói đi thì em giải thích lại còn. Giải thích cái gì? Thật ra em cũng không có làm được đâu. Nó hấp dẫn quá. Đâu? Nó xấu mũi. Anh xem lại anh đi. Thật ra em tiếc đúng không? Tiếc người tiếc lắm. Môi trái tim. Tiếc riêng yêu đó. Tao đi. Mắt một mí. Mắt một mí à? Mũi cao. Răng khẩn. Đâu? Đấy. Anh đâu anh xem mặt người yêu mà. Tôi đang tập ra. Thôi mày gọi thế nào? Yeah. Anh kia. Tao thấy mày gọi video đây. Thì tùng. Tôi đang giả nó lại cho mày. Thế mà vẫn tin anh em ạ. Tôi lừa gọi là lừa đẳng cấp ông nào luôn. Mày sẽ không mới khác là mày đau nhá. Sợ sực quá. À mày được không? Mày làm sao tao thế nào? Mày gọi thật người yêu cũ cho anh đi xem. Bị lừa rồi thề. Dạ lắm rồi. Vui không? Không đâu, cần gì mấy các bạn nè. Làm chung sao đã cho. Bị lừa rồi, Sợ quá, Ok anh em ơi. Cô nói thật là chưa có màn trôn nào mà tôi hài như thế này, tôi cười, tôi không dám cười. Anh em ạ, ấy thì anh em lấy video của Phương Anh hay thì nhớ gì? Like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ấn chuông nhá. Và chia sẻ nhá, ấn chuông ở đây nhá. Chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Bạn nào có ý tưởng hay để chôn anh nào thì nhớ bình luận xuống dưới để mình và Lam Quái tiếp tục thực hiện. Ok, bye bye anh em. Bye.